What are you making, man? Squid. Yeah. Oil and sesame seeds. And sesame seed oil. Right up. À, xin chào các bạn, hôm nay mình làm cái món này của Hàn Quốc á, là cái này là mực khô mà họ đã sắc ra nhỏ ra cho mình rồi. Bây giờ mình cứ bỏ cho mình xào trước. Trong bịch rồi, kia mua ở trong bịch rồi. Rồi cái mình chiên nó trước với dầu mè với dầu chiên nó trước. Rồi có một cô bạn đòi hàng để cho làm sẵn cái ớt của trộn cái này nè. Đó, thì nên mình lâu đàn lên và để phát triển ra cay ngọt ngọt. Thank you.